Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Chương 8. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì? Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời. Song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy. Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy, có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn thấy Thầy. Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: Hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ.
có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đường nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng, thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng, người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Kế đó, ghé vào đất của dân Gerase, ngang xứ Galilee. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay, người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng, tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người, xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng, tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng, mày tên gì? Người thưa rằng, quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Và ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng, hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sắp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ, có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng, thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Xong Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng, đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng, đừng khóc, con này không phải chết, xong nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy gọi lớn tiếng lên rằng, con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Kinh Thánh Cựu Ước.
Sách Sáng Thế Ký, chương 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng, những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng, nước phải sinh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy dưới biển, còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng, đất phải sinh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và thú rừng đều tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sinh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn, thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Chương 2. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.
rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cánh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bi-sôn. Ngã đó chảy quanh xứ Ha-vi-la là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đưa người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất, nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.